Xin chào các bạn, mình là Lý, tổ thống đốc chúng tôi xin phép các bạn cây mẫu vòi Lavo TLG04301. Hôm nay tôi sẽ thử xả nước của cái vòi này xem cái cơ chế hoạt động xả nước của nó như thế nào. Thứ nhất thì tôi sẽ giới thiệu qua cái vòi này, nó sẽ thiết kế với cái lỗ đầu vòi nó có cái lưới tạo bọt này, thì nó giúp là chúng ta tiết kiệm nước hơn khi bắn ra và nó tạo ra được nước mạnh hơn và nó tạo ra cái bọt. Thì tôi sẽ mở thử cho bạn xem nhé. Đây là khi mà chúng ta mở tới đây thì cái nước này mạnh nhẹ nó phải chịu theo tùy thuộc vào cái áp lực nước nữa đó, nó tạo ra bọt nước như này rất là tĩnh dục. Đây tôi sẽ thử mở ở cái độ mở vừa thôi nhé, đó vừa nó sẽ như thế này đó, thì cái lực sẽ yếu lại thì cái lực tạo bọt nó sẽ ít lại đó, chúng ta nó hơi yếu như này thì nó sẽ mạnh như thế này, thì nó phụ thuộc vào cái chuyện mà chúng ta mở lớn hay không mạnh. Đây tôi thấy khá là xịn sò, khá là cao cấp. Và cái mẫu này thì nó có điều chỉnh hai chế độ nước nóng lạnh ở bên này, ví dụ như các bạn mở đây, chúng ta vặn ở đây là nước nóng này, đó vặn ở đây là nước lạnh này, nó rất là đơn giản, mở nhẹ lại thì vặn thấp xuống đó, sử dụng cũng rất là đơn giản. Và khi các bạn mua cái vòi này nó sẽ bao gồm cái chặn xả, thì cái chặn xả nó sẽ gắn cái ti nước giật xả ti ở đây đó, giật lên giật xuống như này. Và hiện tại thì cái mẫu này thì đang được bán tại đại lý Toto Tuấn Đức. Nếu các bạn có mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số điện thoại bên dưới và chỉ cập vào site tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.